đi câu chim mấy bạn ơi, đi câu chim, câu chim. Dạ, ui. Hả? Đó, không được, dạ, chỉ mất trống. Chỉ mất trống. Chỉ mất trống, mất có trống. Đây là nấm mới đó nè mọi người. Ôi, ôi mọi người, đây là quả gì mọi người? Thế biết quả này có ăn được không ấy? Nó giống như cái quả trước mà chưa ăn đấy, nó bị như thế, nhưng mà cái lá nó, mọi người nhìn xem cái lá nó lại giống rất giống như là lá hoa hồng, cái lá của hoa hồng mọi người. Này. Sợ một tí bị đi chết thì thôi, đi rồi không ăn nữa. Quả này chưa không nhớ tên rồi, chả biết là quả gì mọi người ạ. Nhìn cũng rất là phê, rất là ngon luôn mọi người. Đây là từ chùm này. Đây là chùm đại ca này, nhiều hơn này mọi người. Ui. Ê mọi người. Ui. Cái quả này chưa không biết là quả gì, nhưng mà vẫn thấy để mà ăn. Chả biết có phải là cái quả ở thành phố không mọi người. Chờ sẽ chỉ hái vài chùm thôi để mang về xem là có ăn được không thôi. Còn mấy cái cây này thì để cho mấy thằng khác mà không thấy, họ thấy thì họ ăn sau, hoặc là ngày mai mình sẽ đến hái sau. Đây, quay về đây nào, quay gần nào. Đây mọi người, ăn được cái quả trực tiếp đây nè. Ngon như đúng rồi luôn. Ôi, chùm quả này ngon lắm, nhưng mà không biết là có ăn được không. Nhưng mà chờ sẽ dùng cơ thể mình làm thí nghiệm mọi người ạ. Ôi, cái quả này chứ không nhớ tên rồi, nhưng mà để biết có phải là cái quả trước mà thành phố mình ăn không mọi người ạ. Chứ không nghĩ là ở quê của chơi sẽ có quả đấy mọi người. Nhiều lắm. Đây này, chơi sẽ mang về, nếu như mà ăn được thì sẽ cho mọi người ăn. Ok. Đây. Đấy mọi người, được một túi này mang về mọi người ạ. Mang về cho xem là mọi người bảo là có ăn được không. Không ăn được thì chơi khác ăn một mình. Không câu được chim. Đi câu chim chứ không câu được chim, mà chỉ câu được hai con chuột thôi mọi người ạ. Câu được hai con chuột, bây giờ mai con chuột về nấu thôi mọi người. Mang về đến nhà rồi mọi người ạ. Mọi người bảo là không biết quả. Đấy, chỗ chơi là không có quả này nha mọi người. Nhưng mà tự dưng hôm nay đi lại thấy có ấy mọi người. Từ nhỏ đến lớn chưa thấy bao giờ, bây giờ mới thấy có này. Xong mọi người bảo là không biết có ăn được không, nhưng mà chưa thấy ở dưới thành phố chưa được ăn rồi, nên là chưa thấy ăn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.